Dạ, TV26 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Vừa rồi quý vị thấy trên màn ảnh đó là bên tay phải của TV26 đó là cô Mai Khuyên. Mai Khuyên chính là người vợ của anh Đặng Văn Hiến. Xin mời cô Mai Khuyên gửi lời chào đến quý khán thính giả. Dạ, em con xin chào các khán giả. Chương trình TVS 256 ạ. Xin chào tất cả khán giả hay chương trình chia sẻ giúp gia đình, giúp anh Đặng Văn Hiến để gửi lời thêm đến chủ tịch nước để ân giảm cho anh Đặng Văn Hiến để anh ấy có một bản án sớm trở về với đoàn tụ với gia đình, với vợ con. Chúng gia đình vợ anh con là Mai Khuyên, và con rất là cảm ơn bác ở bên đó và các anh chị em, các mạng cộng đồng chia sẻ bài giúp đỡ gia đình anh chồng con. Dạ, con xin cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn cô Mai Khuyên. Người kế đến tiếp đến thì TV xin mời cô lên tiếng tự giới thiệu ạ. Dạ, chào, tôi chào bác của TV 256. Tôi là Nguyễn Thị Nam, là bạn của anh Đặng Văn Hiến. Nói chung tất cả anh chị em cũng nếu mà đến thì cũng rất nhiều đấy, nhưng mà chúng em chỉ một vài người đến để tượng trưng thôi. Muốn thì bên bác TV 256 và các anh chị em bên cộng đồng là hỗ trợ và giúp đỡ cho anh Hiến, tức là kêu gọi bên chủ tịch nước là ông Nguyễn Phú Trọng để cho họ, để cho ông ấy ký được cái giấy tạ ơn để cho anh Đặng Văn Hiến có một bản án không đến nỗi mà phải sát phạt lắm, vì là cái này anh ấy chỉ là người phòng thủ cho cái phòng vệ thân đánh thôi. Chính xác ra anh đã bắn mấy phát súng chỉ thiên rồi, nhưng mà chúng nó vẫn cố tình nó đến nó đến áp gia đình của anh Hiến, thì buộc anh ấy phải nổ súng, chứ không ai muốn nổ súng để giết người. Một con người mà hiền lành như anh Hiến thì không có lẽ nào mà anh ấy đang tay để giết người được. Những người vô tội anh không bao giờ giết. Một con kiến mà không dám đánh, không dám giết chết thì làm sao mà dám giết được hết mấy mọi người. Là chúng cháu cũng muốn rất là nhờ bên chỗ bác sĩ 256 nhờ đến để các em cùng trên cộng đồng để nói, cũng nói mỗi người một lời chia sẻ đến chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, và một lần nữa xin gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng hãy ra tay tặng ơn cho anh Đặng Văn Hiến, để Đặng Văn Hiến có một bản án không đến nỗi kết cục quá tồi tệ. Để cho dân làng ở đây ai người ta cũng quý được anh Hiến hết đó. Không có ai người ta không, vì không có ai mà người ta nói người tù mà trên xe tù mà lại đẩy cái xe lên để cho khi mà xe bị mắc lầy mà người tù xuống đẩy cái xe lên cho họ. Không có ai giết người mà đi ra đầu thú hết, mà không có ai là kẻ phạm tội mà bao nhiêu người đưa đó đi giết thịt vào trong trại giam đâu đấy đấy. Nên là chúng tôi rất là cầu mong bên cấp trên lãnh đạo của nhà nước Việt Nam hãy ra tay để giúp đỡ cho anh Hiến, đừng để những người vô tội như này đi chết một cách oan uổng. Những người đáng chết thì hãy chết, còn những người không đáng chết hãy để cho người ta sống và về với vợ con và về với cộng đồng và những người thân yêu anh nhất. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn cô rất nhiều. Và TV xin giới thiệu với quý vị là người kế bên nha. Người kế bên là anh Thắng. TV biết, TV 256 biết là anh Thắng là em của anh Đặng Văn Hiến. Xin mời anh Thắng phát biểu chào quý bà con cô bác. Thì chào tất cả nhân dân đây để thắng chờ các thân bác chú để đã đến
Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như là gửi đến Quốc hội Việt Nam để xem xét lại cái bản án của anh Đặng Văn Tiến. Thì để có cái bản án này thì đúng hơn là coi như là giọt nước tràn ly, chứ giọt nước tràn ly không. Nếu như bản chất của anh Yến mà bảo là người tìm kẻ cố tình hay là bên tòa án cấp cao như là tòa án thì nó không chắc thì đúng là những chiếc người thì chúng tôi là chúng tôi là không đồng ý về cái bản án này. Nên là qua đây thì cũng rất mong muốn là anh em và cũng là chuẩn bị người tới chính quyền cấp cho đến cộng đồng mạng cũng nhập nhà quốc tế để đăng tay có tiếng nói chung trong đó là có Minh Đức Bình và Văn Trường sẽ ra đều không phải nhận cái bản án quá đáng không bằng đối với cái đảng văn nghĩa là nếu như những bản án đấy phải dành cho công ty Long Sơn là liên quân tiên tỷ tức là phạm công thiết hay là một số người khác cũng đứng đằng sau của công ty chúng ta cũng còn những người dân hiện nay như Đặng Văn Hiến, Đinh Viết Bình và Văn Trường sẽ là những bản án này không nên nhận. Người dân sẽ không có tội khi không có người gây nên tội là những quân tiên sĩ cố tình nhé. Văn Hiến, Đinh Viết Bình và Văn Trường trở thành người phạm tội thì mong là các chú là chương trình như tức giúp đỡ ba anh em để cấm được cả với gia đình, với xã hội, cộng đồng, hoàn lương một con người có giá trị hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình. Dạ, cảm ơn em Thắng nè. Và người kế bên đó là quý anh chị em thấy đeo mắt kiếng đó là cháu là coi như là con của anh Đặng Văn Hiến. À, xin mời cháu phát biểu tự giới thiệu Xin chào TV 256 và xin chào tất cả mọi người đang nghe chương trình. Con tên là Đặng Nhung, là con gái của bố Đặng Văn Hiến. Con cũng mong muốn là cái bản án của bố con là sẽ được giảm xuống và xem xét lại các tình tiết, với lại đem lại những cái ở bên phía công ty và phía gia đình nhà mình đã thúc thúc rất là nhiều năm rồi. Và khi mà bố con nổ súng như thế thì bố con chỉ là tự vệ thôi, bảo vệ gia đình và bảo vệ miếng cơm manh áo gia đình thôi ạ. Con mong muốn TV256 sẽ truyền tải đến tất cả mọi người là bố con là tự vệ chính đáng. Nếu mà một có bản án mà tử hình thì quá là an toàn cho bố con ạ. Bởi vì bố con là rất hiền lành, với lại bố con chỉ là nóng tính nên bố con mới nổ súng như vậy. Con cũng rất mong là bố con đã áp lực thì một cái rất là lâu năm rồi. Cảm ơn cháu. Theo cái phương con chào đi. Chào tất cả khán giả cháu chương trình 256. Con cũng chỉ mong muốn là bố con được có ngày trở về và tụ với gia đình thôi ạ. Dạ, theo TV 256 được biết thì cái vụ án này nó đã xảy ra từ hồi năm 2016 phải không thưa cô Mai Quyên? 2016 phải không? Dạ, vâng, đúng rồi. Công ty Long Sơn đã áp bức đến người dân ở tiểu khu 1535 rồi ạ. Dạ, cô Mai Quyên ơi, cô kể cho TV 256 và quý khán giả nghe
câu chuyện nó xảy ra như thế nào, vào cái thời điểm nào và vào lúc mấy giờ, đại khái cô cứ kể tất cả những sự việc xảy ra mà đi đến cái sự mà phản ứng tự vệ của anh Đặng Văn Hiến nha. Mời cô Mai Quyên ạ. Dạ, em xin chào quý khán giả, xin chào mọi người đang xem chương trình hai TV HTV 256 để xem cái cảnh này, thì xin chia sẻ bài chút gia đình xin kể em Mai, con là ma vợ Mai Thiên, là vợ của anh Đặng Văn Hiến. Xin kể cho rằng là cái công ty Long Sơn này á, là từ năm 2008 đến giờ là đã đến 2005, xảy ra vụ việc là đến 2016. Nên là dân tình ở đó là rất bức xúc nhiều năm, dẫn đến cái áp lực cho dồn đến mức đường cùng, là đẩy gia đình vào đường cùng thì mới xảy ra những cái vụ việc đau lòng như ngày hôm nay thôi. Chứ thực ra là công ty ở đó là đã từ năm 2008 đã ủi của người dân rất nhiều, mà rất là đánh đập những người dân ở đó, người thì gãy chân, người thì mang bầu thì phải thai, người thì què, người thì đánh chói, nói chung là đập hành hung, đánh nhiều người dân, ủi điều trên da màu, rất chi là nhiều năm nhiều lần, nên là dẫn đến cái tình trạng gia đình bản thân của anh Đặng Văn Hiến ạ, là cũng đã đi kiện đến trung ương bao nhiêu năm, bao nhiêu lần, rất là đi các cơ quan ban ngành đã đi thư kiện rất chi là nhiều, mà là không có được chính quyền xem xét để giải quyết, nên không quyết đến cái cho gia đình và cho tiểu khu 1 năm 3 năm. Nên là cái vụ việc xảy ra rất chi là nhiều năm nhiều, chứng cái tình trạng nó áp lực cho đẩy cái con người vào cái con đường cùng quá. Công ty này nó quá tàn độc, quá tàn nhẫn, hết lần này đến lần khác, hết năm này qua năm khác, cứ truyền miên như vậy, ủi của người dân đánh đập, nên là bất chấp phá nhà đập, đánh đập. Nên là đến cái ngày 23 tháng 10 năm 2016 ấy, thì công ty Long Sơn ấy, nó thuê quân đồ nó đến nhà, mà nó có cả áo giáp, quần áo giáp, đủ đá, gậy, gộc, hơi cay, kiếm. Nên là áp lực đến cái bức hình. Thưa cô Mai Quyên, là khi họ mà kéo đến đó là vào lúc mấy giờ, thưa cô? Lúc đó là mới có 6 giờ, hơn 6 giờ, khoảng đấy là trời rất sáng. Dạ, lúc đó là mấy chưa sáng đó, tầm 6 giờ đó. Tới tình hình nhịp tin. Mà nó mang là bao nhiêu người đến để mà cưỡng chế nhà của cô vậy? Tất cả là 34 người ạ. 34 người. Dạ. Và khi mà họ, lẽ dĩ nhiên là cô không cho họ vào nhà thì hay là cô mời họ vào nhà, hay là họ tự động phá cửa? Rồi. Lúc mấy giờ? Lúc 4 giờ sáng thôi. Lúc đó thì 4 giờ. Ồ, 4 giờ sáng. 4 giờ sáng mà họ kéo người đến cưỡng chế. Mà họ lúc đấy là trời mưa, em nào dậy là thấy là công ty nó quay hết nhà, thì lúc đó hốt hoảng nên là cũng hoang mang, nên là lo sợ. Lúc đấy thật sự cái bối cảnh ở trong lúc đó là chỉ có rất sợ, như là cũng không nhớ lắm, nhưng mà nhà của cô Mai Quyên đó nó có cổng không, nó có cái cổng mà có cửa không, nó chỉ gõ cửa nhà thôi hả? Dạ, nhà trong rừng chơ vơ thôi ạ, trong vườn, trong rẫy ạ. Trong vườn, trong rẫy thôi ạ. Rồi, dạ, trong vườn trường. Rồi, cô sẽ kích kể tiếp sự việc đó. Tại vì có gì mà thắc mắc thì TV256 sẽ hỏi cô ha. Hoặc là cô Na đó, cô có hiểu, biết rõ câu chuyện nhiều hơn không? Hoặc em Thắng, ai muốn kể? Cô Na đi, cô Na kể đi, cô Na kể đi nha. Cô Na là người bạn thì TV nghĩ tiếng nói có vẻ là
nó không có chủ quan hơn, nó khách quan hơn. Anh em mời mời cô Na kể với hoặc là em Thắng kể thêm đi. Cũng được mà. Cô Na kể trước đi. Rồi, rồi em Thắng kể đi. Rồi. Em kể đi em Thắng. Cái này thì cái lúc mà xảy ra cái sự việc đấy thì máy ủi nó ủi đến nó tàn phá của đất và tàn phá của máy chết thì nó là từ lúc 4 giờ cơ, 4 giờ 4 giờ sáng cơ. À, thế nhưng mà đến lúc 6 giờ hơn 6 giờ sáng ấy là anh cho xong mà đã xảy ra chết người trong đấy vui không vui được tôi biết rồi. 6 giờ hơn 6 giờ đấy là không vui sự việc hết rồi. Còn lúc mà đã đi và là bởi vì thì Thắng là người ở gần đấy là nắm được cái bản thân quên để ở nhà thật đấy nhưng mà bởi vì thì trong cái thời điểm đấy là trời nó đang mưa thì nó mây mù nó còn tối lắm mà nên là không để ý đến cái là nó cuốn thì nó không để ý đến trời lắm. Nhưng mà cho 6 giờ đã chết người rồi. Cho TV256 hỏi một điều này là trong cái trong số mà 34 người đến nhà của Thắng đó, thì có bao nhiêu người là bộ đội, công an, cảnh sát hoặc là họ là thường dân hoặc là như thế nào? Em có thể kể rõ điều đó không? Và ba người chết đó là ba người nào? Ba cái người chết thì toàn là thiếu niên, trong còn có hai người thiếu niên chưa đủ tuổi vị thành niên và một người thì đủ tuổi chết rồi là một người thành niên rồi. Thế còn đâu là toàn giang hồ không thôi chứ không có công an bộ đội gì cả. Trời ơi, không có một người đại diện cho nhà nước hết, không có người đại diện cho chính quyền, làm sao mà họ có thể xông vào nhà mình được? Thì cái đó là phản ứng tự vệ là 100% rồi. Đâu có thể nào rồi để côn đồ mà vào nhà mình được. Trước ngày 23 tháng 10 là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn về tại nơi yêu cầu công ty phải dừng ngay mọi hoạt động. Đấy là Phó Bản Chính phủ có bản Hà Nội yêu cầu công ty và yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh phải dừng ngay công ty, mọi hoạt động của công ty phải để chờ chính quyền giải quyết. Ồ, cái đó quan trọng lắm Thắng à. Thắng có thể cho TV256 biết là cái văn bản đó số mấy không, ngày ký ngày nào không? Cái đó quan trọng lắm á, để cho người ta có thể lục ra hồ sơ để cái đó là cái lệnh của thủ tướng, phó thủ tướng. Đấy, thì thưa với chị nhân tức là cái gì là cái văn bản đấy là có chính xác, có sự thật. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thế là Thắng không nhớ được chính xác vào ngày nào hắn không, nhưng mà là có chính xác trước ngày 23 tháng 10 Phó Thủ tướng về tận nơi để khảo sát cái chương trình dân kiện cảnh cáo về Phó Thủ tướng về tận nơi xem xét đánh giá địa bàn khảo sát thì Phó Thủ tướng đã ra quyết định là về một thời gian đấy thì ông ấy về ngoài Hà Nội thời gian là ông ấy trên có công an yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh phải chỉ đạo công ty và các cấp các ngành là phải dừng ngay công ty này, là không được cho công ty làm tiếp nữa. Thế nhưng mà đến ngày 23 tháng 10 thì xảy ra cái vụ bao bằng mà công ty vẫn cứ mặc dù là chính quyền đã có bản chỉ đạo cho công ty là dừng mọi hoạt động để chờ chính quyền giải quyết, nhưng công ty vẫn cố tình làm. Mà ngày 23 tháng 10 đấy là chỉ có một mình đơn phương công ty giải quyết chứ không xuống đi làm, xuống cưỡng chế tất nhờ anh Yến chứ không có không có cơ quan nhà nước nào đi cùng. Rồi cái máy hiện tại thì máy ảnh của cô Mai Khuyên đó là bị tắt rồi nha, chắc là hết pin rồi. Thì bây giờ còn lại thì chỉ có 3 người rồi trong cái cuộc phỏng vấn này. Mời cô Na nha. Cô Na là bạn của anh Đặng Văn Hiến đó, mời cô lên tiếng ạ. Về cái như kể lại đầu đuôi câu chuyện cho quý khán thính giả nghe.
em á, như Na thì khi Na đến thì đã biết sự việc thì đã sau rồi, đã đến là sau rồi. Còn cái vụ việc mà thấy tất cả anh gia đình anh Yến và mọi người ở tiểu khu đó đã kiện thì Na đã biết từ trước. Yeah. Trước khi mà người đã kiện là từ lâu lắm rồi, từ năm 2008 đến giờ rồi, và mọi sự việc cũng đã đi đến từ các cấp đến trung ương rồi. Và từ khi hôm mà thấy ra vụ việc thì lúc có Na biết đấy thì bên nhà lại Yến đã anh Yến đi đầu tú rồi. Yeah. Ra biết từ chỗ anh Yến là biết khi mà Yến ở trong khu vực đó. Cưa hồi nào mà Yến có cái hành vi như là cãi vã bà con hoặc là có những cái điều tiếng thì tốt trong làng trong xóm thì cái đó là Na biết. Còn cái vụ việc mà bắn ấy thì cũng Na cũng nghe người ta nghe các anh chị em ở đó kể là trước khi mà Yến ra đây bắn thì Yến đã bắn chị Yên rồi, nhưng mà họ không nghe, họ vẫn chấn áp. Thì theo Na ấy thì người ta nói ở Việt Nam thì có câu là giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Nếu như mà người ta cố tình người ta giết vợ giết con mình hoặc giết nàng có mình thì giặc đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, chứ không phải là gì hết. Còn cái này nếu như mà chính quyền địa phương mà ra mà cản, mà Yến mà có hành vi như vậy thì Yến là người cũng không hiểu luật lắm, nhưng mà đây nó cho giang hồ và những cái thứ mà không ra gì Yến để nó cố tình nó những cái thứ đó nó không sợ chết mà. Yeah. Nên là nó đến là nó cố tình giết vợ chồng, giết vợ giết con Yến thì Yến buộc phải bắn thôi. Cái lúc đó thì cũng không thể nói cho Yến là Yến hành hung giết người được, và Yến lúc đó là chỉ là tự vệ thôi, chứ không phải là Yến cố tình giết người ta. Nhưng mà cái này người ta muốn giết mình thì buộc mình phải ra tay, chứ còn cũng không còn cách nào hết. Dạ, bây giờ là cháu Nhung à. Cháu Nhung cháu cũng muốn nói một lời nào để mà coi như là để mà cha của cháu được ra tù không? Cháu nói một lời đi, giữ khán thính giả đi. Bây giờ con cũng chỉ mong hắn với lại chủ tịch nước ông xã cho bố con. Bây giờ cũng từ hồi trước mà con cũng biết đơn nên chủ tịch nước là miễn tử hình rồi, nhưng mà cũng chưa biết là bản án này nó còn ra hiệu lực chứ. Bao giờ thì bố con ở trong đấy thì cũng mong manh lắm, bởi vì là bố con nói là bây giờ chỉ có biết ngồi chờ ở đấy mà ngồi chờ mấy năm nữa, mà nếu mà nó cứ như vậy thì bao giờ mới được. Cái bản án tử hình đó là có đến chừng nào là có thể là xảy ra gì thắng à? Các bạn cái này thì cái bản án này thì nó có nó kéo dài, nó nếu như cái bản án này được có hiệu lực thì nó kéo dài rất mình cái người dân không nắm được cái chuyện này. Đó, không nắm được cái chuyện này. Nó rất dài. Là nếu như mà cái bản án này khi mà bắt đầu là chủ tịch nước đặc ân, nếu như mà là chủ tịch nước không đặc ân thì sau 45 ngày chứ không có kéo dài được. Sau 45 ngày. Mà theo TV256 nhận xét đó, thì anh Đặng Văn Hiến đó hoàn toàn vô tội. Tại vì ảnh là phản ứng tự vệ rất là rõ ràng, nhất là người ta kéo vào nhà mình là tới 4 giờ sáng, mới 4 giờ sáng mà người ta kéo vào, mà người ta không có một cái giấy của viện kiểm soát hoặc là của tòa án, người ta đâu có quyền để mà cưỡng chế nhà mình như vậy. Họ là những người gọi là họ không phải là những cái cơ quan quyền lực, phải không Thắng? Họ là những người gọi là dân thường thôi, phải không? Đúng rồi. Họ dân thường không, mà làm sao mà tới họ có thể mà
mà vào nhà mình xâm phạm gia cư bất hợp pháp như vậy. Mà khi xâm phạm gia cư bất hợp pháp là mình không thể chấp nhận được. Đó là cái phản ứng tự vệ. Bất cứ ai mà xâm nhập phạm gia cư bất hợp pháp là mình có quyền tự vệ. Giống như Kona cũng có nói rằng là giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh. Thành ra TV 256 đây là thấy một cái trường hợp rất là đặc biệt, mà TV cũng mong muốn rằng là ông Nguyễn Phú Trọng, ông đang lãnh cái vai trò là chủ tịch nước, thì ông phải nên xem xét kỹ cái vụ án này. Người ta không có tội gì hết mà anh Hiến đó, ảnh lại là một người tự tình nguyện ra đầu thú nữa. Một người mà ra đầu thú là người ta sẵn sàng, người ta chấp nhận mà. Thì làm sao mà các anh lại tử hình người ta được? Một cái điều đó là một cái điều vô luân đó. Đó. Trong khi người ta phản ứng vì cái vấn đề tự vệ. Thành ra quý khán thính giả phải nên hiểu cái điều này. Nó không phải là đây là một trường hợp thôi, nhưng mà trước đó chúng ta cũng thấy là có cái trường hợp của anh Đoàn Văn Vương cũng bắn trả thôi. Trong mình vô trong nhà người ta thì người ta phải bắn trả thôi, là cái trường hợp đó là tự vệ thôi. Và anh Đoàn Văn Vương cũng đã được tha tù. Và kế đến nữa thì TV thấy có một cái vụ là anh Đặng Văn Viết á, không biết quý anh chị em nghe có nhớ đến vụ anh Đặng Văn Viết không? Anh Đặng Văn Viết thì ảnh tự tử đó, cướp nhà cướp đất, ảnh ra ảnh nóng ảnh lợi phường, ảnh bắn hết 5 người, nhưng mà có một người tử vong, và anh Đặng Văn Viết anh tự sát, đúng không? Cái chuyện mà đất đai đó, đất đai tài sản của người ta là cái nấm ruột của người ta, thì mình thấy đây là một điều tự vệ rất là chính đáng. Và hiện tại cá nhân TV 256 cũng biết rằng đó là có 103 quốc gia họ sống theo cái thế giới văn minh á, thì họ đã hoàn toàn bỏ cái án tử hình rồi. Tại sao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại sao không hủy bỏ cái bản án tử hình? Cái bản án tử hình nó là cái chính sách nó lạc hậu. Con người ai có quyền giết người? Chẳng lẽ mình sử dụng những cái người lính để mà bắn những người tử hình, những người phạm tội? Con rắn mà nó điện thoại quá, đất trời, mà điện thoại quá ai chết luôn. Ai là người ý của TV 256 muốn nhắn quý khán thính giả khi nghe cái cuộc phỏng vấn này, thì ai là người giết người đây? Nếu mà ông chánh án, ông tòa án, ông nói rằng là ông xử cái bản án giết người, thì cái câu hỏi của TV 256 đặt ra là ai sẽ thi hành cái bản án đó? Chẳng lẽ bắt những người lính phải tự giết người, hoặc là bắt ông bác sĩ phải tiêm cái thuốc độc vô người đó có công bằng hay không? Ông bác sĩ cũng đâu có muốn giết người, mà cả những người lính mà muốn xử tử người ta, họ cũng đâu có muốn làm như vậy. Những người lính mà khi họ xử tử người ta, họ về họ cảm thấy bất an và họ nằm ác mộng. Ngay cả người bác sĩ đó mà tiêm thuốc độc vào người tù nhân đó, họ cũng nằm bát mộng nữa, ai chịu đựng được những cái cảnh đó? Thành ra đó, cả thế giới người ta từ bỏ cái bản án giết người, kể cả xử tử cũng không được.
mình không có thể là mình nhân danh là luật pháp để mình giết một con người. Mình không thể mình nhân danh luật pháp để mình giết một con người. Là cái luật pháp đó nó rất là mâu thuẫn. Luật pháp là đã nói cấm giết người là kể cả anh lính, kể cả người bác sĩ cũng không được tiêm thuốc độc vào cái người tù nhân nữa. Không có thể nào mà bắn một phát súng vào những tử hình những cái người tù nhân nữa. Đó, TV 256 xin nhắc với quý khán thính giả khi nghe cái buổi phỏng vấn này. Đó là cái ý kiến cá nhân của TV 256 và TV 256 đó hoàn toàn phản đối tất cả những cái bản án tử hình. TV hoàn toàn phải chống lại bất cứ quốc gia nào là mang cái bản án, có những cái bản án tử hình, TV đều lên tiếng phản đối. Phải dừng ngay tất cả những bản án tử hình. Và cái trường hợp này đó là cá nhân TV thấy đó là anh Đặng anh Đặng gì? Tự nhiên là TV... Đặng Văn Hiến. Anh Đặng Văn Hiến phải được tự do. Không có thể nào mà ở tù suốt 3 năm trời như vậy được. Mà ảnh Đặng Văn Hiến là một cái chuyện tự vệ rất là bình thường. Ảnh đáng là người được khen thưởng. Anh Đặng Văn Hiến chính là người mà rất đáng được khen thưởng. Được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa phải khen thưởng anh Đặng Văn Hiến. Vì là ảnh là một người có trách nhiệm để mà bảo vệ cái tài sản của gia đình ảnh. Không có ai mà cá nhân mà đi mà xâm phạm gia cư người ta bất hợp pháp mà kéo đến 30 mấy người lần thì làm sao mà ảnh có thể chịu đựng nổi. Thành ra đó là những cái hành vi tự vệ, và những cái hành vi đó đáng được nhà nước khen thưởng chứ không phải là bỏ tù anh ta suốt 3 năm trời như vậy. Và hôm nay TV 256 muốn anh Hiến phải được vô tội và phải được thả ngay lập tức. Thả ngay những người đó. TV có thể TV nói đó là những người can đảm, biết được cái quyền công dân của mình. Cái quyền công dân của mình là trong cái quốc gia nào cũng vậy, đó là cái quyền tự vệ. Tự vệ chính đáng thì cần phải được khen thưởng. TV thấy có cô Mai Khuyên trở lại với cuộc nói chuyện này. Xin mời cô Mai Khuyên lên tiếng cho người chồng của mình nè, anh Đặng Văn Hiến nè. Dạ, xin chào chương trình TV 256, quý vị. Con muốn là cho bố của anh Đặng Văn Hiến muốn phỏng vấn một bạn clip ạ. Rồi, mời bố của anh Đặng Văn Hiến à. Sẵn đây TV256 mời bác ạ. Xin chào chương trình nha. Đây tôi là bố của Đặng Văn Hiến đây. Xin anh giới thiệu tên cho quý bà con bác. Tôi là Đặng Văn Lợi. Vâng, Đặng Lợi. Dạ. Là bố Năm nay mình 65 tuổi. Dạ, vậy là bằng cũng tiểu tuổi TV256 rồi anh em được. Rồi. Thế hả? Cảm ơn anh. Rồi anh cứ kể đi để mà cho quý khán thính giả biết được câu chuyện của anh Đặng Văn Hiến mà sắp được bị mang ra tử hình nè. Thì thế này, thế nhờ qua chương trình, nhờ qua mạng cộng đồng mạng các thứ là tôi cảm ơn cộng đồng mạng rồi anh em các chương trình đài truyền hình các thứ là chia sẻ. Thì sau khi mà nói cái vụ án này thì tôi năm nay tôi 65 tuổi thì tôi mới thấy một cái vụ án như thế này, mà tôi chưa từng thấy là các cái vụ án nào mà những người giết người mà được nhiều bạn bè thì trong nước và ngoài nước chia sẻ nhiều đến vậy. Mà tại sao, lý do làm sao mà một kẻ giết người, một tên giết người là được những người dân bắt tay rồi thì đưa đón, thì các cái nhà báo rồi các luật sư lại tự nguyện là bào chữa ủng hộ.
Nhưng mà tôi tin chắc rằng cái vụ việc này thì là có kẻ bảo kê cho cái công ty này thì họ mới dám như làm như mức độ như thế này. Rồi tôi chứng kiến hai phiên tòa xử thì không khác gì là một cái phiên tòa xử chui. Tôi chưa từng thấy, tôi cũng theo dõi các cái chương trình ở trên TV xử các vụ gọi là trực tiếp cũng được mà gián tiếp cũng được xem, và học qua các cái chương trình xử án tôi cũng được xem tuần tự các cái chương trình xử tuần tự. Nhưng mà cái vụ án này mà còn thấp tệ hơn là không khác gì cái vụ án, các cái vụ án xử chui, mà tệ nhất là cái vụ xử phúc thẩm ấy. Như là một cái vụ ăn tiền rồi ấy, nó xếp sắp cái thời gian mà xếp sắp cái bản án sẵn rồi, đến mức độ là các cái luật sư bào chữa cho là thẩm phán còn gạt đi và là biết rồi không nói nhiều mất thời gian, mà cái vụ xử phúc thẩm này ấy, là không khác gì cái vụ lừa đảo, lừa dân lấy thông báo là xử 2 ngày nhưng mà xử có 1 buổi từ 8 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều, không kể ngày nghỉ ăn cơm luôn. Bởi sao họ làm như thế tôi giờ đây tôi mới biết, tức là họ sợ người dân kéo lên nhiều phản đối. Tại sao người ta mới phản đối? Bởi vì người ta thấy cái sự xét xử này nó quá bất công. Đấy, nó như vậy cho nên người dân mới ủng hộ cái kẻ giết người như thế. Đã bao giờ là có cái vụ án nào mà dân người ta kéo lên như thế không? Bởi vì là xử quá bất công đi. Cái kẻ côn đồ thì nó bảo là người làm thuê, bọn kia được huấn luyện, được tập dượt 2 ngày họ mới đi thực hiện cái vụ này, mà nhờ cái không kể trời mưa, tầm mưa đá chưa sáng rõ mà chúng nó đã đến đập phá rồi, đã đến ủ rồi. Thế như cái khuyên lúc nãy nói là không chính xác, tôi vào đấy tôi được nghe kể lại những cái người dân ở đấy trực tiếp ở đấy, như ông Hoàng Văn Thắng, còn mờ mờ sáng là chúng nó đã đến rồi, nó ủi rồi, mà lợi dụng trời mưa tầm tã đến mà hai cái máy ủi nó cứ ủi phá. Mà lúc vào 6 giờ thì chả ai nhìn đồng hồ cả, 6 giờ lúc bây giờ xong rồi. Mà kể cả Đặng Văn Hiến ấy, còn tôi cũng dại là kể mấy trên tòa bảo là 6 giờ sáng thì xong rồi. Thì là không biết là nó ủi từ lúc nào rồi. Đến mức độ là nó đến là nó máy thì ủi mà người thì xuống đấy vây chật nhà các thứ là xung quanh nhà. Thì lúc bây giờ chưa sáng rõ thì chó sủa nhiều quá thì mới dậy, thì mới ngó ra thì mới thấy lố nhố người thì mới vội gọi vợ con dậy. Xong là nó cũng chỉ cuối cùng là cũng chỉ vì cái sự bức xúc quá thì mới nổ súng là giết người thôi. Ừ. Mà con tôi thì là nói thật sự là đúng nói ra mà nói thì ai cũng là vốn là bên con, nhưng mà tôi nói thật từ khi tôi biết nghe tin một cái là con tôi bắn chết người đấy, hoặc là biết chắc chết 3 người và bị thương 13 người, tôi bảo như thế là có bao nhiêu anh em đến tận nhà tôi, lúc bây giờ tôi còn ở ngoài Bắc cơ, tôi bảo như thế thì mày đã giết bằng cái người làm bằng cái người bị thương này, mày cũng tự sát chết mẹ đi được rồi, tôi bảo thế, bởi vì tôi chưa biết đầu đuôi như thế nào. Nhưng 9 ngày hôm sau, sau khi vụ án xảy ra 9 ngày hôm sau tôi vào đến nơi, tôi nghe bà con trực tiếp kể lại như thế và thấy cái quang cảnh nó tàn phá, thế những cái cây cối là cái nguồn sống của gia đình nó muốn triệt hết. Thế, thế thì tôi vào tôi nói thẳng với mấy cái tay công an nó xuống làm công tác tư tưởng, tôi bảo nếu hôm đấy của tôi phải thân phận tôi ở đấy, tôi phải có B40 tôi mới thủ tiêu hết con người, tôi mới hài lòng hà dạ. Lúc độ tôi như thế là tôi một đảng viên mà tôi cũng dám phát biểu với trước những cái đảng quan ở đấy. Đấy, tôi nói thật cái chương trình là như vậy. TV cũng thấy, TV cũng 256 cũng chứng kiến được nhiều cái cảnh mà gọi là thẩm phán, mà những cái bản án mà gọi là bỏ túi đó. Thành ra TV cũng căm phẫn điều đó thưa anh. Những bản án cái này bỏ là túi. Án là thấy là chưa từng có vụ án là như thế này. Là sự như là lừa dân ấy, như là sự chui ấy. Mà không cho gia đình, không hỏi ý kiến của ai bên gia đình, mà trong khi đó là những cái người bị hại, có người bập cả 3 nhà có con chết thì người ta còn tha thứ, người ta còn làm đơn xin gọi là giảm án cho, nhưng mà cuối cùng là tòa cũng không đọc đến hết những cái chỗ đấy, không đọc đến, không đếm xỉa đến chỗ đấy, còn bác hết đến mức độ cái cáo trạng những phần nào có lợi cho bên mình ấy. Thì tôi còn nhớ như in tức là mấy câu cuối cùng là cái bản cáo trạng là nói có mấy câu cuối là xét thấy vụ án này là các
bị cáo phạm tội trong hành thực hiện hành vi phạm tội trong bối cảnh có bức xúc, có bức xúc do cây cối của gia đình bị hủy hoại. Sau đó thì gia đình mới lại các bị cáo cũng tích cực khắc phục hậu quả, bản thân các bị cáo với là gia đình cũng tích cực khắc phục hậu quả. Đây là những tình tiết để đề nghị tòa án xem xét và giảm nhẹ cho các bị can. Nên cái vấn đề này là có đọc hết rồi. Dạ. Đọc. Bây giờ có một câu hỏi đối với anh Lợi như thế này, thì anh là người cũng như là sinh thành ra anh Đặng Văn Hiến, thì cho anh cho quý khán giả và TV 26 biết rằng là suốt mấy chục năm như vậy thì nếu là anh là cha đó thì có thể anh rất rõ về cái tính tình của anh Đặng Văn Hiến. Mời với anh kể những cái câu chuyện đại khái, những cái hành xử của anh Đặng Văn Hiến khi mà anh còn nhỏ đó. Anh có thể kể sơ cho quý anh khán giả nghe được không thưa anh? À, cái này thì nói chung là dù tôi nói như ban đầu rồi, tức là đối với một người cha hay là người mẹ thì sinh con ra thì cũng biết tính con. Yeah. Cái này thì nó cũng từ khi nó bước chân ra đi ở nhà thì nó cũng hay giúp đỡ người lắm. Yeah, hay giúp đỡ người ai, rồi. Cảm thấy nó hay giúp đỡ, yeah, mà giúp đỡ tận tình. Mà nó tức là nó đã đánh ai mà nó đã đập ai thì kẻ đó là nó cũng là cái kiểu là nó toàn đánh hay là cãi nhau cái gì là toàn là những cái ngực kẻ đó là toàn làm cái thằng bậy trộm cướp hay là cái gì là đấy, rồi nó là hay kiểu là đi cứu người ấy. Yeah. Đấy. À, sau khi nó vào trong đấy thì tôi cũng dặn nó, bảo là vào trong đấy thì làm ăn thì phải chịu khó làm ăn. Lúc bây giờ tôi cũng công tác xã hội thì tôi cũng dặn nó, thì nó hứa với bố là bố yên tâm, con đã vào trong đấy thì con chú trọng chú con làm ăn thôi, con hứa với bố một điều là con không làm cái điều gì cho bố phải xấu hổ cả. Thì tôi cũng thực sự để tôi ngẫm ra thì cái việc làm của nó tuy nó bán chết rồi nhưng mà nó khác hẳn với hàng tỷ vụ án, có phải không? Yeah. Các chương trình các mọi người, đây là nó giết người nhưng mà giết người để mình, người các vụ án khác ấy thường thường là người ta giết người cướp của, đây là vụ này nó lại giết người để mà giữ của. Yeah. Nó cho đúng là giết cướp để giữ của, cũng ngược lại mà tuyên cái bản án này gọi là quá nặng đối với bản thân nó. Tôi nghe chương trình đó là VTV8 và các luật sư bình luận trên trực tiếp trên TV ấy, thì là như bà luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh ấy, tức là cái bản án như thế này là cũng quá nặng, mà hết tiền kiết thì cũng chỉ có mức độ chỉ có 15 năm thôi. Yeah. Nó vậy. Dạ, yeah, cháu Thắng nè. Cháu Thắng nè, cho chú TV256 hỏi cháu đó là cháu có những cái kỷ niệm gì đối với anh Đặng Văn Hiến không ạ? À? Khi mà cả hai anh em còn nhỏ rồi đó, có những cái gì mà ưu điểm của anh Hiến cháu kể ra dùm cho quý khán giả nha. Nhớ những câu chuyện nào không? Kỷ niệm của anh Đặng Hiến và cháu đó thì anh em mới không cùng quê nhưng mà vào đây sinh sống gặp nhau từ năm 2003 thôi cơ. Yeah. Đến năm 2006 thì mới phải chia tay nhau ấy, thì suốt một thời gian dài hơn 10 năm sống nhau ấy. Yeah. Thì anh em là anh ấy sống toàn thế lắm, anh ấy sống tốt tới trước. Yeah. Thế là anh em không cùng cha cùng mẹ không cùng quê đâu nhưng mà có thể phải nói đến suốt cho máu nhau được. Yeah. Đó là thấy nhưng mà anh Đặng Hiến thì sống hòa đồng người hiền chứ không phải là người phải chấp cái bản án như công ty đó đưa ra cho như ngày hôm nay. Yeah. Tặng cho nó cố tình cho một cái bản án theo như tháng trước chú 256 và cũng như là tất cả các cộng đồng mạng ấy. Cái bản án mà anh Hiến cầm ngày hôm nay trên tay đấy lẽ ra là phải của công ty. Yeah. Bởi vì cái bản án này công ty nó sắp cho anh Hiến phải chịu đấy. Yeah. Thế là một bản án ở trên trời rơi xuống. Yeah. Một người hiền lương không ai người ta muốn giữ một bản án làm gì cả. Yeah. Buộc lòng người ta phải giữ chi, giữ cái chết và cái sống mà
giữa cái bảo vệ vợ con và tài sản của mình thì ai cũng phải bảo vệ. Nên cái kỷ niệm về của Thắng thì Yến thì toàn là những kỷ niệm đẹp, nói bằng lời không hết được. Dạ, yeah. Bây giờ TV256 muốn phỏng vấn cháu Nhung nè. Cháu Nhung, con lấy cái gì để mà con chứng minh rằng là bố Hiến của con hiền, hiền lành, chân thật? Con có những cái câu chuyện gì con kể cho quý khán thính giả nghe để chứng minh rằng là bố Hiến con hiền và chân thật? Trả lời cho kể đi. Con rất tự hào về có một người bố là biết bảo vệ gia đình và biết chăm lo làm ăn. Lúc nào bố cũng dạy bảo con như người ấy. Nên là bố con không bao giờ đánh đập con cả. Bố con chỉ nói con nhẹ nhàng bằng lời thôi. Dạ, con đã nghe theo lời bố rồi. Mẹ đi làm ăn xa từ năm con học lớp 2 cơ. Con không ở với bố mẹ nhiều. Con chỉ ở với ông bà 9 năm. Rồi con mới vào đây ở với bố mẹ được 2 năm thôi ạ. Thế nên là tình cảm của bố con cũng không được nhiều. Nhưng mà vậy nó cũng là quá hay rồi đó. Những lời con kể đó có thể làm cho chú xúc động nữa chứ. Dạ, mời chị. Dạ, con muốn nói thêm điều gì nữa đi. Muốn thêm nói thêm điều gì nữa về bố Hiến? Quên ạ. Rồi thôi, bây giờ thì qua cô Na đi. Rồi cô Na là người bạn của anh Đặng Văn Hiến. Cô Na kể những cái câu chuyện nha, những câu chuyện để mà chứng minh rằng là anh Hiến chân thật, hiền lành. Nhớ không? Thì tôi cũng quen biết anh Hiến cũng được 1 năm. Yeah. Sau trước khi mà anh Hiến bị bắt á, thì cũng là chúng tôi đi làm, chúng tôi là làm trong ngành bảo hiểm, nên là tôi đi vào làm trong đó. Tuy là không phải là gần địa bàn của tôi, cách nhà cách thì chỗ anh ấy cả hơn 100 cây số đấy. Yeah. Và khi lên đi đúng đó, những lúc mà xe bị hư rồi á. Yeah. Nên là anh ấy cũng ra tay, anh ấy sửa giùm. Oh, cái lúc mà lên dốc ấy, thì là anh ấy sợ thấy phụ nữ các xe có. Thế là anh ấy đẩy lên mà em đẩy giùm cho chị lên. Nói chung là một người không quen biết, từ đầu tiên là không quen biết. Và về sau là biết đến anh đó. Thì hơn 1 năm sau, gần 2 năm sau ấy, thì lại nghe bảo làm sao mà tự nhiên là Hiến mà lại như thế, như là vô lý. Nghe anh nói thì là cái đợt mà nghe tin là anh ấy bị đợt đó, đợt mà bắn chị người như thế, thì tôi cũng có lên nghe bà con kể. Thì cũng mới chính xác ra là rất đúng lễ đó. Là một người mà hiền lành như vậy mà tự nhiên mà khi có cái bản án rất là trên giờ đấy, chúng ta những người đáng chết sao họ không chết đi. Tại sao những người hiền lành lại phải chết theo chết thay người ta như vậy được. Tôi lắm nhất chính là cũng thấy tội cho anh. Và cái bản án của anh ấy đáng nghĩa là không thể được nhận, không phải được nhận. Công ty này, nếu như mà không giải cái công ty này á, thì cũng mất đi là cái mảnh đất đó cũng sẽ bị mất nước thôi, mất thôi. Không phải là cái công ty nó cố thì nó làm thế mà nó cũng mất tay được làm thôi. Nên là chúng tôi cũng mong muốn làm sao mà TV256 có thể có tiếng nói đến với lại tất cả các ban ngành hoặc là tất cả cộng đồng mạng để chia sẻ. Và mỗi một lời, mỗi một cái like của một người sẽ là một tên sống cho anh Hiến. Và mỗi một cái like đó sẽ có giúp cho anh Hiến có một cơ hội để hoàn lương về với lại vợ con, với lại cộng đồng. Tôi rất mong là anh Hiến trở lại. Dạ, anh Lợi, TV256 cũng muốn hỏi anh đại khái cũng giống cái câu hỏi của cô Na. Anh lấy cái gì để mà những cái câu chuyện mà ở trong quá khứ mà suốt mấy chục năm trời anh nuôi anh Hiến á, thì anh phải có một số câu chuyện nào để chứng minh là anh Hiến có cái ảnh hiền lành và chân thật.
Đó là hai cái điều mà TV thấy cần phải lên tiếng, và TV nghe nhiều người nói như vậy. Thì mời anh chia sẻ điều đó. Cảm ơn chương trình. Tức là ban nãy thì tôi cũng nói rồi, tức là chẳng ai hiểu biết bằng tính con mình, là bằng người bố, người mẹ mình đẻ ra. Cái thằng này thì từ của bé đến lớn thì nó đi học, thì từ khi đi học đến lớn lên nó giúp bố mẹ, thì anh em thì giúp bố mẹ cả. Yeah. Mấy các em nó cũng không bao giờ nó đánh các em cả. Đúng, không đánh các em nữa. Đây, không đánh các em rồi thì nó đi từ trước lên lớn lên xong rồi hết phổ lọc phổ thông bỏ vô răng, bởi vì nhà đông anh em là nghèo khó các thứ, là không có điều kiện đi học, là học hết lớp 6 là cấp điểm bỏ học rồi, sau đó là đi học cái lớp y tế cộng đồng về nó đi cứu người, là các thứ tiêm ở trong làng thì là nó cứu mấy pha là người chết đi sống lại đấy. Nó có biết một ít Bắc Nam nữa, biết châm cứu nữa, cùng đi cứu người đấy. Đó là những điều mà tốt đẹp để có thể là anh Hiến cần những cái điều đó, và cái sự xét xử nó cũng phải công bằng, nó phải qua những cái quá trình mà tốt đẹp anh Hiến giúp cho xã hội. Thì TV 26 nghĩ rằng là anh phải được trả tự do. Trả tự do chứ TV không nghĩ đâu, tại vì cũng hoàn toàn vô tội thôi. Cá nhân TV 26 thì nghĩ vậy. Tôi chỉ gọi là bức xúc mỗi điều là những cái phiên tòa từ thẩm phán rồi thì hội đồng xét xử tại sao lại không nghĩ lại, tức là cái chỗ là gì, hỏi rằng là nếu như hôm đấy mà cứ bảo là dùng súng, nếu như hôm đấy không có súng thì lấy cái gì về cản cái lực lượng nó hùng hậu như vậy đấy, hàng trên 30 người mà có trang bị từ kể cả bom xăng rồi thì có cả kiếm, thực tế tôi vào thấy cả kiếm nhưng trong cáo trạng không thấy có kiếm đưa vào đấy. Đấy, có hai cái kiếm về vẫn ở nhà ông Hoàng Văn Thắng đấy, nó là như vậy. Rồi thì là hỏi rằng là nếu như hôm đấy mà không chống lại nó, không bắn chúng nó ấy, thì hỏi rằng cả cái vườn điều nhà Hiến còn cây nào nữa không, mà vợ con nó sẽ sống bằng kiểu gì, mà không những vườn điều của nhà Hiến mà với cái sức của hai cái máy ủi kia thì một tiếng đi bao nhiêu hát cây điều, không những là vườn điều của nhà Hiến không còn cây nào, mà những vườn điều của bà con xung quanh đấy thì nó tàn phá, thì không biết là một ngày thì không biết là đi bao nhiêu chục hát thì không biết đấy. Mà cái vụ án nó chỉ có gọi như là toàn là nhìn vào cái hậu quả thôi, chứ không suy xét về tại sao cái vụ việc, tại sao lại dẫn đến cái hậu quả này. Đó là một điều rất là bất công, rất là lớn đó. Cái vấn đề tại sao đó, tại sao dẫn đến cái kết quả như thế này, cái hậu quả, cái nguyên nhân, và cái nguyên nhân tìm hiểu cái hậu quả thôi, đấy nó vậy. Thì hiện tại thì chúng ta cũng đã có là 53 phút rồi đó, 53 phút rồi. TV256 xin mến chào quý bà con cô bác nha, để có thể chúng ta gặp lại những lần sau nữa, có những cuộc phỏng vấn sau nữa. Xin mến chào quý bà cô bác, mời anh Lợi với bà con chào cô bác nha. Cũng thay mặt gia đình là cảm ơn chương trình với chương trình Đài Phát Thanh 256. Chào tất cả anh em, chào cộng đồng mạng nha. Chào quý bà con cô bác. Bây giờ TV 256 xin chấm dứt nha. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi đó thì sau khi cái đoạn clip rồi đó thì người vợ của anh Đặng Văn Hiến là cô Mai Khuyên, cô cũng muốn có một đôi lời tâm sự nữa, thành ra TV phải tiếp tục cho quý anh chị em nghe cái đoạn này nha. Xin mời cô Mai Khuyên ạ. Dạ, anh có chào ạ. Chương trình trang TV 256 là muốn có đôi lời tâm sự để truyền tải đến mạng cộng đồng và mọi người trên khắp cả nước.
rồi mọi người ở nước ngoài chia sẻ để cái tâm sự câu chuyện gia đình vợ chồng, nên là gia đình con thì vợ chồng con thì lấy năm lấy nhau được đây là cách đây là hơn 20 năm, 21 năm sinh được cháu, nhưng mà từ lúc lấy nhau tới đến xảy ra sự việc vợ chồng chưa có đánh nhau với lại cãi vã nhau to chuyện để có xảy ra xô xát trong tình cảm vợ chồng không ạ. Anh ấy rất là thương yêu con, là anh ấy đi như này sự là con rất nhớ, tại vì nó rất thương, tại vì là người chồng mà sống với nhau mà hơn 20 năm không có chuyện rất mẻ, mà chỉ khi con cũng rất là ốm đau bệnh tật, rất là ốm yếu trong nhiều năm, mà lúc đó thì rất là gầy ốm, mà có thật sự là vẫn muốn để mọi người truyền nghe câu chuyện cảm động này. Con đã từng nói với chồng con là nếu mà con bệnh ốm đau thì để cho chia tay để anh lấy vợ hai, nhưng anh quyết định nói là không thể dù sao đi chăng nữa anh vẫn quyết định cứu chữa em, vẫn sống trọn vẹn với em đến trọn đời, nên là tình cảm ấy con không bao giờ quên được, bởi vì dù sao đi chăng nữa anh vẫn yêu thương con, đến ngày hôm nay vẫn yêu thương vợ con. Anh rất hiền, không phải là anh nhìn như thế mà sống với vợ con rất là tình cảm với làng xóm anh chị em, nên không có cái sự to tát cãi vã nhau với làng xóm với vợ con trong gia đình. Thật sự là anh Vi là con rất nhớ thương, nên là về câu chuyện của gia đình như vậy, vợ chồng sống với nhau, chung sống với nhau hơn 20 năm mà không có cái lời để mà đến cái mức độ phải đánh đập nhau hay là tàn sát lẫn nhau. Thực sự là anh nhìn vậy, nhưng mà anh không bao giờ để cho vợ con sống rất tâm lý với vợ với con. Dù có ốm yếu, thực sự là con lấy được một năm là con đã bị bệnh, con cứ yếu suốt, nên là nhưng mà vẫn chăm lo cứu chữa đến ngày hôm nay. Không phải là một người bắn chết người mà là tàn độc như ai đó nghĩ đâu. Vậy là quá tốt rồi. Theo nhận xét của TV256, anh Hiến cũng rất là người hiền lành, chân chất. Khi mà TV thấy cái hình ảnh mà anh Hiến ôm đứa con vào lòng đó, khi mà nhận cái bản án tử hình đó, thì ông ôm đứa con vào lòng, khi mà ông cũng như là đầu thú đó, trước cái đầu thú đó, thì mình thấy đây là một người chân thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình. Thì không có lý do gì mà một cái nhà nước mà phải xử tử hình một cái công dân tốt như vậy, một công dân tốt và can đảm và được mọi người cảm phục, mọi người luôn á, cả nước cảm phục luôn á. Nên là con cũng dù ra đi chăng nữa con biết nào là anh ấy đủ bản lĩnh che chở cho vợ cho con đến che chở cho gia đình, để cho vợ cho con sống một cuộc sống ấm êm, mà tình cảm một tính mạng không nghĩ đắn đo một cái tính mạng của mình, dù có mất đi chăng nữa anh cũng vẫn sẵn sàng che chở cho vợ cho con. Nên là con thật sự là con dù ra đi chăng nữa con vẫn cảm động. Thôi được rồi, mình chấm dứt đây ha cho cô Mai Khuyên. Những lời chót gì mà mình thấy hay lắm á, chứng phải không? Chào ha, chào cô Nguyễn Thị Na.